cô ấy bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Nữ thư ký thấy anh đến đây phỏng vấn, bèn vội dẫn anh vào toilet. Làm gì vậy, cô đang làm gì thế? Cởi áo, đi chơi, cô bảo anh cởi áo. Nhưng Inson giữ chặt cổ áo. Thư ký thấy vậy liền đẩy anh vào buồng. Hóa ra là để đổi áo của mình với anh, để anh tham gia phỏng vấn thuận lợi. Dù áo rất chật, nhưng nghĩa cử ấm áp này khiến anh không bao giờ quên. Không ngờ giờ cô lại trở thành thư ký riêng của mình. Inson đến gặp người phỏng vấn coi thường mình lúc trước. Người phỏng vấn ngồi ngay ngắn khi nhìn thấy anh. Ông ta ra sức tạo ấn tượng tốt. Inson từ tốn đối đáp với những lời lẽ đầy ẩn ý về chuyện trước kia, khiến ông ta chột dạ không thôi. Lúc ta làm CEO bảo anh lái xe đến gần nhà mình. Anh ta muốn nhìn con gái một cái. Ngôi lầu 2 tầng đó là nhà tôi. Inson nói nếu mình có 1 tỷ cũng có thể mua loại nhà này. Không mua được đâu. Sao cơ? 1 tỷ thì chỉ mua được phòng ngủ. Ngay lúc ấy, CEO thấy người quản gia dẫn con gái mình đi mua sắm về. Anh ta phàn nàn chờ lâu như vậy mà chỉ nhìn được 1 phút. Ngay khi Inson chuẩn bị rời đi, cả hai nhìn thấy quản gia bước ra, rồi vội vàng đạp ga chạy ra ngoài. CEO lập tức bảo Inson bám theo. Anh ta muốn xem quản gia muốn gặp ai, vì anh ta cho rằng mình gặp cảnh ngộ này có lẽ là liên quan đến quản gia. Sau khi xuống xe quản gia đến một quán cà phê, Inson đi tới một bên. Khi nhìn rõ người đối diện thì anh giật mình. Hóa ra là thư ký Seon. CEO lập tức bảo Inson về nhà lấy một tập tài liệu. CEO muốn biết hai người này làm gì sau lưng mình. CEO dùng điện thoại mở khóa cửa, sau đó chỉ đường đến phòng mình. Còn chuyện giám sát thì khỏi phải lo. CEO đã dùng điện thoại để xóa dấu vết. Bảo tôi làm CEO là để ăn trộm à? Cậu tưởng 1 tỷ dễ kiếm lắm sao? Inson vừa bước vào đã đá đổ đồ vật làm nữ quản gia nghe thấy. Khó khăn lắm mới thoát được để tới phòng làm việc. Nhưng mở két bảo hiểm thì thấy bên trong trống rỗng. Cho tôi xem thử nào. Điều này khiến CEO không thể tin được. CEO yêu cầu tìm thêm chỗ khác. Lúc này nữ quản gia nghe thấy tiếng động liền bật đèn lên. Khoan đã, đèn hành lang sáng rồi. Thấy vậy Inson vội vàng xuống lầu. Không ngờ lại làm đổ đồ trên tủ. Inson hoảng hốt nghĩ là đã xong đời. Anh vội nhặt lên đặt lại. Lúc này quản gia đã chạy về phía phát ra âm thanh. Cô ấy đang tới phòng làm việc đấy. Mau lên mau lên. Cũng may nhà CEO rộng lớn, Inson đã kịp trốn vào xe hơi trong nhà. Làm